Hello, chào quý bác nuôi nè. Hôm nay 13 tây tháng 9 á, em có video clip để báo giá đối với quý cô chú anh chị mình nha. Đầu tiên con cái Sinter mà cũng chị. Con này có thể nó làm nái cực kỳ chuẩn của anh chị, sái tích nghiêm chỉnh, đầu trụi gu bạc. Đó, thì trên mặt nó có một cái lép. Trên mí mắt của chú anh chị mình thấy một lép. Nó có lem một tí xíu không? Bằng cái cọng là lông nhím của anh chị. Bằng lông nhím hai ngón tay như vậy thấy không? Nếu bình thường cô chú anh chị mình đi mua thì mình dòm sơ ý không có kỹ đâu, nhưng mà bò em thì em quay trên kênh á, cô chú anh chị mình tới coi không có được á, nên em có sao thì em nói kỹ để cô chú anh chị mình mua ha. Con bò này nó cao tầm mét 2 cứng của anh chị. Cô chú anh chị mình thấy không, rúng yếm nè, rúng yếm một trống nè, cô thấy anh chị không, xương thì lớn, cầm đứng thẳng của chị, rúng thì chiền, vú thì dài của chú anh chị nè. Cô chú thôi, cái mặt ngay này thì nó dính cám chứ không có gì, cám phân của chị không, đầu thì ngắn, lau miệng thì to nè, xương ha, đầu trụi của chị cũng chịu thấy không, một màu đỏ ha, đó gì thấy chưa, răng cái trinh của chị rúng hay chiền ha, nè vậy không. Con này có giá 20.500.000 nha cô chú anh chị, giá yêu thương ha. Cái vú nó dài, chủ nhà nó bỏ đực được nập đẳng bàn của chị được một tháng mấy á, thì về cô chú anh chị mình canh ha. Nếu có lên giống á, thì mình phối giống, còn không có lên thì mình chữa của chị. Em thấy cái vú nó dài, nó căng bóng vậy, con này nữa nó dài, nó mát sữa của chú chị đó. Thì cô chú anh chị mình coi chọn lựa ha. Cái mẫu này cũng mẫu Tây Ninh, mẫu Bến Tre của chú chị đó. Thì cô chú anh chị mình coi anh mua về làm nái ha. Lưng thì đôi lông nhuyễn da sát, con này nữa nó mát sữa cực kỳ của chú chị nó. Thì cô chú anh chị mình coi ha, coi mình mua về là mình chọn làm nái của chị. Con này cậy đuôi tốt, cái qua cũng tốt của chị nó, cái đuôi thì dài qua nhượng nè, nói chung là con này tốt hết của chị chứ không có gì ha. Nè lưng, lưng đôi của chị không, cái bản lưng nó hết hồn chưa, nó bản lưng ấn chưa. Cô chú anh chị mình coi ha, gu bạc hết đó. Về mua anh chị mình làm nái ha, yếm thì cô anh chị thấy không, nó bó là một bó vậy ha, bó nhiều ghê chưa đó, lau miệng thì to hết ha. Con này của chị mình coi mua đây chọn làm nái ha, xương thì lớn nè, cầm đứng thẳng, đứng thẳng trong của chị đó, móng thì móng sò của chị đó. Về coi ha, con này của chị, con này với hai con này với con đó là chung một nhà của chị. Hồi đó người ta để nái mẹ, rồi anh đẻ ra mấy nái con á, thì giờ người ta bán mấy con là chừa một nái mẹ để người ta nuôi của chị. Con này thì mẹ của con đực này của chú anh chị đó, cô chú anh chị coi không, bò đầu trụi, con bên kia nó đầu cũng trụi, con này giờ anh chữa lứa hai, chữa được 7 tháng của chú chị. Em mới kêu thú y khám á đó, thì cô chú anh chị coi cái vú à, vú nó lắng lờ lờ của chị nó, nhà còn cho bú một hai miếng á, nhưng mà giờ em tắt luôn à, không cho nó bú chị, để nó bú mẹ chữa cao tháng của chị không chị không. Bò mẹ nó cao tầm 1m24 bò của chị, mẫu bơm bay của chị. Con này thì nó không có lan chạ hay điểm mi hướng chị, sái tích đúng ha, cái đầu y vậy, cái sừng y vậy, là nó tới già cũng vẫn vậy của chị, nó không có ra ha, tại cái sừng cốc tre không chị không, sái tích đúng hết ha. Nè chữa bao khám, cái này là chữa bò sinh nọc trắng bàn của chú chị chứ không có phói của chị đó. Cô chú chị mình coi ha, móng sò hết ha. Nè con đực này cao cũng thiếu đủ 1m2 của chú chị. Cô chú chị về mình coi mai mốt mình có thể làm nọc bày đàn được ha. Con này hề lắm, giò nó nhõm cao chứ cô chú anh chị mình có thể làm nọc được ha. Đấy, cô chú anh chị mình coi chọn lựa nè, mua ha. Nè da cái hoa nó cũng dài, cái hoa cà cũng dài của chị đó. Cô chú anh chị coi mình chọn mua ha. Đó mẫu nè, sái tích đúng của anh chị, sái tích nghiêm chỉnh ha, gu bạc ha, đầu trụi hết, lau miệng to hết đó. Con chị mình coi nè, đuôi thì dài nè, em ngồi lên ngồi xuống, em đứng em quay cho cô chú anh chị mình ở xa, mình phải chớp qua mạng xã hội ở gần mình không có thể đến mình coi ha. Rồi cô chú anh chị mình chuyển cọc cho em là em giao đến tận nhà mình, em sẽ lấy số tiền còn lại của chú anh chị đó. Chứ em sẽ tính cái lượt mà ví dụ như cô chú anh chị chuyển cọc thì là ấy, là em tính cô chú anh chị đã mua của chị, còn cô chú anh chị hứa thì em không chắc chắn của anh chị, tại có em bị hứa nhiều lần của anh chị. Ngày này thì lên xuống nó bị trầy của chị, nó cái yếm của chị không mà đực, mà cái yếm hết hồn cho con chị đó, rất là đó, rất là độ bò của chị
rất là độ bò pin lực ha. Đó, cô chú chị coi ha, chứa đủ mét 2 của chú chị. Chú chị coi bò này xương sóc đòn dốc cực kỳ. Cô chú anh chị mình mua nguyên mẹ hai cặp này, em để cho cô chú anh chị một cái giá yêu thương là 38.500.000 của chú anh chị, giá cực kỳ yêu thương của chị không. Đó, yếm một con tê của chú chị, bò đẻ con rất là tốt, chuẩn bò anh chị, độ bò ha. Con này cái gu nó là gu nó không phải gu bạch, nó gu gu gói của anh chị, nó gu nồi á. Thì cô chú anh chị mình coi ha, rất là mời bò đó anh chị không. Cao bò được cao siêu mét 2 này có thể về cô chú anh chị mình làm nọc bài đàn ok không cô chú anh chị ha. Đó rồi, hai cặp mẹ con có giá 385 của chú anh chị. Rồi xin chào cô chú anh chị, chúc cô chú anh chị mình xem vui vẻ.